Sao buồn vậy Linh? Hết đồ ăn rồi Linh ơi. Hay bây giờ tôi bạn đi mua đồ ăn đi. Dịch bệnh mà đi đâu? Ở nhà đi. Tôi có cách này hay lắm nè. Cách gì? Cách gì? Bây giờ tôi mà đi câu cá đi. Mùa này mới đi câu cá, coi gì bằng. Đi. Wow. Cần câu đẹp ta. Chứ sao? Thời này ai đâu mà câu cần câu đó nữa. Kệ, cần câu dở mà câu giỏi là được rồi. Thôi, đi đi, nói hoài. Đi. Đi. Gió mát cô Tính. Mát. Mùa này mày đi câu cá còn gì bằng. Ê, cá kìa, kìa, cá kìa, kìa. Tại sao nó lâu dính quá Tính? Phải kiên nhẫn nó mới dính chứ. Không phải mới câu là dính liền đâu. Lâu quá. Toàn là cá ghẻ không à. Tôi câu hoài không dính lần. Câu cá là phải kiên nhẫn. Từ từ nó mới dính. Ngủ quá à. Giờ tôi ngủ nha. Chừng nào cá dính bạn kêu tôi nha Lên. Thì có cá mà cũng làm biến nữa. Vậy vậy vậy.
cá ăn hả, cá ăn hả? Gì vậy? Đâu có dính đâu mà cá ăn. Trốn ta đang ngủ à. Ở đây ngủ đi cưng, anh về. Thằng làm biết không có cá nướng ăn. Lưng lưng lưng, cá bự quá lưng. Ủa đâu ta, thằng này bỏ bạn hả? Cá bự quá. Bự thiệt. Cá bự thiệt. Thằng tính này nó nham hiểm lắm, mình phải thủ thế mới được. Tỉnh đèn.
Lần thấy cái gì đây không? Bự hơn nữa nè, chơi không? Dẹp xuống đi, lại đây ăn cá nướng nè. Cái nướng không? Dẹp xuống chưa? Dẹp rồi. Qua bên đó ăn cái nướng nè. Bây giờ ăn khúc nào? Khúc nào cũng được á. Nghĩ sao qua ăn được rồi, đói bụng quá. Nhỏ thì ăn khúc đuôi. Bự ăn cái đầu. Sao cũng được, ăn. Cái đầu xương không à, đổi đi. Sao cũng được. Con cá mà không biết kiên nhẫn vậy ta. Lo mà ngủ không à. Chứ không bây giờ có hai con nướng ăn rồi. Mai mốt mình rút kinh nghiệm hơn, mình không có ngủ nữa. Ăn đi. Mà muốn ớt gì cay quá à. Vậy mới ngon. Đặt khán giả thì đúng. Nếu các bạn thấy video này hay thì để mình một like, một subscribe nha. Chào bạn. Xin chào tất cả các bạn.